Tất cả những giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy là những giáo lý từ tâm truyền qua tâm. Do đó, khi có kinh nghiệm bản thân thì chúng ta nên chia sẻ với người khác, bởi vì như thế sẽ làm lợi lạc được cho những người đó. Gốc rễ của tất cả những pháp tu, những gì mà Đức Phật đã giảng dạy, cho dù là 84.000 pháp môn, cũng chỉ rốt ráo là Bồ Đề Tâm mà thôi. Đây chính là ý nghĩa tinh túy của Kim Cang Thừa. Nếu có được Bồ Đề Tâm, tình yêu thương và lòng bi mẫn cho tất cả chúng sinh, cộng với việc luôn luôn nghĩ nhớ đến Tam Bảo qua thân, khẩu và ý suốt 6 thời trong một ngày, thì việc này chẳng khác nào chúng ta đảnh lễ qua thân, khẩu và ý. Đây chính là pháp tu tối thượng, bởi vì nó đến từ tâm của chúng ta. Đảnh lễ qua thân, khẩu, ý, nhưng rốt ráo nhất vẫn là đảnh lễ qua tâm. Cho dù chúng ta gặp bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, cho dù chúng ta già, thì cũng không nên để cho những điều đó cản trở chúng ta đảnh lễ qua khẩu và qua ý, 6 thời trong một ngày. Làm được như thế thì chúng ta sẽ tích lũy được vô lượng công đức, không thể nghĩ bàn. Phật giáo Kim Cang Thừa đã cho chúng ta vô lượng vô số những con đường tu rất thiện xảo, dành cho những người có căn cơ cao nhất, những người thượng căn. Những phương tiện thiện xảo này thực sự giúp cho công phu tu tập của chúng ta có thể thành tựu được dễ dàng hơn. Do đó, những giáo lý của Kim Cang Thừa thực sự là những giáo lý tối thượng và đem lại rất nhiều những phẩm hạnh tốt lành. Sau đây là những lời khai thị của Đức Gachen Rinpoche về hai nghi quỹ hành trì sám hối 35 vị Phật, bản dài và bản ngắn. Khi không có thị giờ, chúng ta tu tập theo nghi quỹ hành trì bản ngắn. Trong bản ngắn, có những giáo huấn liên quan đến ba nhánh là đảnh lễ, sám hối và hồi hướng. Còn bản nghi quỹ dài, trong đó có toàn bộ những giáo huấn thuộc về thất chi nguyện hay lời nguyện bảy nhánh, kể cả đảnh lễ, sám hối, hồi hướng, và có thêm cúng dường và tùy hỷ công đức. Cúng dường hay bố thí là để đối trị tâm tham ái và tâm bỏng sẻn của chúng ta. Tùy hỷ công đức là để đối trị với tâm ganh tị. Trong thất chi nguyện hay bảy lời nguyện đó thì pháp quan trọng nhất là pháp cúng dường, bố thí. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các tu viện và tự viện được xây dựng. Việc này là một hình thức của bố thí quảng đại và nó rất quan trọng. Trong Kinh Định Bảo, Đức Phật đã dạy, nếu chúng ta tuyên dương giáo pháp ở một đất nước mà chưa bao giờ có giáo pháp, thì như vậy sẽ mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn, lợi lạc hơn cả tuyên dương giáo pháp đó ở một nơi từng có giáo pháp hiện hữu. Như thế, ở một đất nước như đất nước này mà chúng ta tuyên dương giáo pháp, chúng ta xây dựng những tu viện, tự viện, những trung tâm giáo pháp thì nó sẽ đem lại lợi lạc to lớn hơn là xây dựng những tu viện, tự viện, những trung tâm giáo pháp ở những đất nước như là Ấn Độ hay Tây Tạng. Bởi vì ở những nơi đó, giáo pháp đã hiện hữu rồi. Nếu chúng ta xây dựng những tu viện, tự viện, những trung tâm giáo pháp như thế thì sẽ đem đến lợi lạc cho rất nhiều chúng sinh ở những nơi đó, cho cả những chúng sinh vô hình và hữu hình. Khi chúng ta có những tự viện, những trung tâm, chúng ta đóng góp được bằng nhiều hình thức như là cúng dường tịnh tài, làm thiện nguyện, bỏ công sức ra để xây dựng, đóng góp vào việc xây dựng dưới bất kỳ một hình thức nào, thì đó cũng là một điều vô cùng lợi lạc mà chúng ta sẽ đạt được rất nhiều công đức và những công đức đó tiếp tục trường tồn. Khi chưa hoàn toàn phá vỡ được tâm chấp ngã, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Ngày nào mà chúng ta còn tiếp tục ở trong luân hồi, thì ngày đó chúng ta còn cần đến những công đức cần tích lũy. Nếu chúng ta tích lũy được công đức thông qua bố thí, thì chúng ta sẽ có tài của. Tích lũy công đức xuyên qua việc trì giữ giới hạnh, tích lũy công đức xuyên qua hạnh nhẫn nhục, v.v., thì chúng ta sẽ có được thọ mạng dài lâu. Có được những người bạn hài hòa, có được thân tướng đẹp đẽ. Đây chính là những lợi lạc mà chúng ta có thể đạt được một cách ngắn hạn trên những cõi giới cao và cuối cùng là đến được giác ngộ. Do đó, việc cúng dường thực sự rất quan trọng. Trong nghi quỹ hành trì dài có đầy đủ tất cả 7 nhánh tu tập, tức là thất chi nguyện, và chúng ta nên hiểu và tu tập theo những điều đã được giảng dạy này, bởi vì những điều này thật sự vô cùng lợi lạc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hành trì nghi quỹ ngắn ngày của 35 vị Phật sám hối. Đây là truyền thống của kinh điển trong Tam Tạng Kinh Điển.
Sau đó, theo truyền thống của mật điển, thì chúng ta sẽ cùng nhau trì tụng lời khẩn nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai. Thầy nghĩ rằng chúng ta nên sử dụng thời gian còn lại để cùng hành trì với nhau. Gajen Rinpoche nói rằng, tôi không có nhiều những sự học hỏi cho lắm, nhưng mà tôi hiểu được rất thấu đáo về sự quý giá của Phật Pháp cũng như những chánh kiến trong Phật Pháp. Do đó tôi nghĩ rằng sẽ đem đến được một chút ít lợi lạc cho đại chúng nếu như tôi giải thích những phương thức về hành trì cũng như là những điểm tinh túy của các pháp môn hành trì. Theo Nghi Quỹ tiếng Việt, chúng ta dở trang 58, thầy sẽ bắt đầu khai thị cho chúng ta. Ngày hôm qua, thầy đã khai thị cho chúng ta về những phẩm hạnh tột cùng cao quý của chư Phật. Một trong những phẩm hạnh đó là tuệ giác toàn tri và tình yêu thương, lòng từ bi vô lượng của các ngài dành cho chúng sinh. Nói về căn bản của trí tuệ toàn tri, tình yêu thương, phẩm hạnh hay công hạnh thì các ngài giống như nhau. Nhưng thêm vào đó thì mỗi một vị Phật lại có những công hạnh hoặc là phẩm hạnh đặc biệt khác. Khởi đầu các ngài đã phát khởi được bồ đề tâm, tâm giác ngộ, tích lũy được vô lượng công đức xuyên qua rất nhiều đại kiếp, rồi cuối cùng đã thành tựu giác ngộ. Khi thành tựu giác ngộ thì các ngài hóa hiện qua những công hạnh và phẩm hạnh khác nhau. Kế tiếp, thầy sẽ dạy cho chúng ta về pháp sám hối. Ở trong nghi quỹ, xin toàn bộ chư vị, toàn bộ Như Lai, toàn bộ chư Phật viên mãn đang an trú trong 10 phương thế giới, vân vân. Khi nói đến những tội nghiệp, những đau khổ của chúng sinh ở trong luân hồi, thì chúng ta cần phải biết là những đau khổ và tội nghiệp đó đến từ tâm chấp ngã, bám chấp vào cái tôi. Một khi chúng ta có tâm chấp ngã, thì chúng ta sẽ trở thành những đối tượng của sự sợ hãi. Chúng ta lưu giữ những sự sợ hãi đó trong tâm thức. Từ những sự sợ hãi này mà chúng ta cứ phải trôi lăn trong luân hồi. Những tội nghiệp hay những điều tiêu cực đó ở trong tâm của chúng ta chính là những cái tạo nên sự sợ hãi, và tất cả đều đến từ tâm chấp ngã của chúng ta. Trong thế giới này, khi nói có 10 phương khác nhau, nhưng cũng có vô lượng vô số thế giới không thể nghĩ bàn, cùng vô lượng vô số chúng sinh. Có những chúng sinh hữu hình, có thân, và có những chúng sinh vô hình, không có thân. Những chúng sinh vô hình đó, đôi khi họ lại nghĩ rằng chúng ta, những người hữu hình, là những kẻ vô hình. Những chúng sinh vô hình cũng hóa hiện ra trong những hiện tướng khác nhau, do bởi sự phóng chiếu khác nhau của những tập khí và những dấu ấn trong dòng tâm thức của họ. Tuy nhiên, đau khổ, phiền não, tập khí và những dấu ấn trong tâm thức của chúng sinh vô hình hay hữu hình thì cũng đều giống như nhau. Nguồn gốc của sự sợ hãi trong dòng tâm thức của chúng sinh đến từ đâu? Trong lời khẩn nguyện đại toàn thiện của Phổ Hiền Như Lai có các nghĩa rằng, từ khởi thủy, chúng sanh đã bị mê lầm vì không nhận ra tánh giác của bản tâm. Chúng sanh do không ý thức được những gì xảy ra là ảo tưởng, là trạng thái không tỉnh thức và là nguyên nhân gây đến sự lạc lối. Từ trạng thái mê mờ này đưa đến sự choáng ngất bất ngờ và sau đó là một tâm thức vi tế của sự sợ hãi dao động khởi hiện lên. Từ tâm dao động đó phát sinh sự phân chia do bản ngã và sự phóng tưởng coi người khác như kẻ thù. Sự sợ hãi ở trong dòng tâm thức của chúng sanh khởi lên từ một sự không có chánh niệm, không có tỉnh thức. Khi không có chánh niệm, không có tỉnh thức thì chúng ta thật sự không đặt niềm tin vào chư Phật và cũng chẳng thể nào phát khởi bồ đề tâm dành cho tất cả chúng sinh. Việc không có chánh niệm, không có tỉnh thức này đến từ chính tâm chấp ngã của chúng ta. Lúc nào cũng luôn nghĩ về cái tôi và đó chính là vô minh, đó chính là mê lầm. Trong số 84.000 những cảm xúc ô nhiễm của chúng sinh, tất cả tự chung lại cũng là đến từ vô minh, từ một sự phóng chiếu mê lầm, luôn luôn nghĩ đến cái tôi, nghĩ đến cái ngã, và qua đó thì một sự sợ hãi vi tế khởi lên trong dòng tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải biết điều này, biết rằng đây là gốc rễ của mọi sự. Gốc rễ của 84.000 tâm thức ô nhiễm trong tâm của chúng sinh đều đến từ ba độc, tức là tham, sân và si. Tham, sân và si tóm gọn lại đều có gốc rễ đến từ vô minh, tức là si. Chính cái sự vô minh, mê lầm này và sự tin tưởng vào cái tôi trong khi cái tôi không hiện hữu như chúng ta tưởng. Và chính sự bám chấp vào cái tôi này đưa đến tham luyến hay là tham ái. Và qua tham luyến hay là tham ái mà chúng ta phải tái sinh làm người trong cõi người.
Giả sử nếu như chúng ta có rất nhiều những sự vô minh, những tâm thức mê lầm, thì chúng ta sẽ phải tái sinh làm súc sinh, tái sinh trong cõi của súc sinh do bởi vô minh quá mạnh mẽ. Nếu vì bỏng sẻn thì chúng ta sẽ phải sinh làm ngạ quỷ. Nếu vì sân hận thì sẽ bị sinh trong cõi địa ngục. Nếu từ sân hận phát sinh ra những tư tưởng ganh ghét, ganh tị mạnh mẽ thì sẽ phải tái sinh trong cõi bán thần, tức là cõi của Atula, cõi của những chúng sinh ganh tị rất là mạnh mẽ. Thực sự, sáu cõi ở trong luân hồi chỉ thuần túy là một sự phóng chiếu của sáu tâm thức ô nhiễm. Sáu tâm thức ô nhiễm đó chính là những chủng tử hạt giống tạo nên sáu cõi luân hồi. Cõi này dẫn dắt đến cõi kia. Như thế, gốc rễ của toàn bộ luân hồi cũng chỉ đến từ cái tôi mà thôi. Nếu không còn cái tôi, không còn cái ngã nữa, thì cũng sẽ không còn luân hồi. Chúng ta cần phải biết được điều này, và khi biết được điều này thì chúng ta mới tìm được những phương pháp để có thể giải thoát ra khỏi toàn bộ luân hồi. Những phương pháp mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho chúng ta đó là làm thế nào để có thể phát khởi được lòng yêu thương và bi mẫn dành cho tất cả chúng sinh. Rốt ráo, khi đã phát khởi được trọn vẹn lòng yêu thương và bi mẫn cho chúng sinh, thì khi ấy chúng ta sẽ chứng ngộ ra rằng thật sự không có cái gọi là cái tôi nữa. Từ trạng thái vô ngã đó, nghĩa là không còn cái tôi, thì sáu cảm xúc ô nhiễm trong tâm của chúng ta khi ấy sẽ hóa hiện ra thành sáu ba la mật. Trong mật thừa thì sáu tâm thức ô nhiễm đó sẽ chuyển hóa để biến thành ngũ trí, tức là năm trí tuệ. Ở trong lời nguyện của Đức Phổ Hiền Như Lai, ở đoạn đầu có nói đến cái gọi là vô ngã. Điều đó được giải thích như sau. Khi chúng ta đi trên một con đường bất tịnh, thì sáu tâm thức ô nhiễm sẽ dẫn dắt chúng ta tái sinh ở trong sáu cõi luân hồi. Nhưng rốt ráo khi mà sáu tâm thức ô nhiễm đã được chuyển hóa để biến thành năm trí tuệ và sáu ba la mật, thì đó có nghĩa là chúng ta đang đi đến trạng thái vô ngã, và đó là một con đường hoàn toàn thanh tịnh. Tuy là có cùng một nền tảng, nhưng mà có hai con đường và hai kết quả. Nền tảng chung nhất ở đây chính là Phật tánh. Phật tánh ở trong chư Phật hay trong chúng sanh thì giống như nhau, nhưng có hai con đường là bởi vì có một con đường dẫn dắt đến hạnh phúc và một con đường dẫn dắt đến sự đau khổ. Hiểu được như thế thì chúng ta phải luôn luôn đi tìm những phương pháp để có thể vượt thoát khỏi con đường đưa đến đau khổ và quả của sự đau khổ. Giống như khi chúng ta nhận diện ra được căn bệnh thì chúng ta mới biết được là cần phải dùng phương thuốc nào. Đầu tiên là chúng ta cần phải có sự hiểu biết rõ ràng, chính xác về cái gọi là nhị đế, tức là hai sự thật nhiệm màu. Sự thật thứ nhất là tục đế, tức là sự thật tương đối, và sự thật thứ hai là sự thật viên mãn tuyệt đối, tức là chân đế. Nếu chúng ta không có được sự hiểu biết thấu đáo về hai sự thật nhiệm màu này, thì rất khó khăn để chúng ta nhận diện ra được cái tiêu cực, những cái đưa đến đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta có được sự hiểu biết thấu đáo về nhị đế, thì lúc đó chúng ta mới biết cách để đi tìm những phương pháp để giải trừ đau khổ. Ở trong lời nguyện Đại Hoàn Thiện của Phổ Hiền Như Lai có nói rằng, đầu tiên chúng ta phải hiểu về sự tỉnh giác, cái tánh giác bên trong chúng ta. Lỗi lầm ở đây là chúng ta đã không có được sự hiểu biết rốt ráo về tánh giác hay là sự tỉnh giác bên trong chúng ta, và đây chính là nguyên nhân để chúng ta cứ phải trôi lăn ở trong luân hồi. Do đó, lỗi lầm của chúng ta ở đây là chúng ta đã không có được một sự tỉnh giác và chánh niệm liên tục. Tỉnh giác và chánh niệm thì đến từ đâu? Thật sự thì chúng ta ai ai cũng có tỉnh giác và chánh niệm, nhưng chúng ta không có an trú được ở trong tỉnh giác và chánh niệm. Lời nguyện Đại Hoàn Thiện của Phổ Hiền Như Lai có nói rằng, một khi chúng ta trực ngộ được chánh niệm, tỉnh giác thì chúng ta là Phật. Còn nếu chúng ta không chứng ngộ được điều đó thì chúng ta chỉ là chúng sinh lang thang ở trong luân hồi. Như vậy thì làm sao có thể chứng ngộ được hai sự thật tương đối và tuyệt đối giúp chúng ta có thể phát triển được sự tỉnh giác, chánh niệm bên trong chúng ta? Thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu một cách thấu đáo và chứng ngộ được sự thật tương đối. Đó là sự vận hành không sai chệch của nhân quả, và sự thật tuyệt đối chính là tánh không. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu về những nguyên nhân đưa đến đau khổ chính là tâm thức ô nhiễm của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận diện ra được những điều tiêu cực. Không nhận diện ra được những điều tiêu cực cũng đồng nghĩa là không có chánh niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta đã chứng ngộ được bản tâm,
thì chúng ta sẽ nhìn ra được một cách rất thấu đáo những điều tiêu cực. Nhưng chính những điều tiêu cực đó cũng mang tánh không. Đây là một ví dụ để chúng ta hiểu được rằng những điều tiêu cực hay là những đau khổ cũng mang tánh không. Khi một người nào đó dùng một phi thuyền không gian bay lên đến mặt trăng, thì ở trên mặt trăng nhìn xuống trái đất, người đó thấy trái đất rất là bé, như một quả cầu nhỏ xíu, khoảng 1 inch mà thôi. Nhưng khi ở trên trái đất này, thì chúng ta đâu có nhận thức như vậy. Chúng ta không thấy trái đất như là chúng ta thấy trái đất từ ở trên mặt trăng. Tương tự như vậy, chúng ta cũng không nhận thức ra được chính những cảm xúc ô nhiễm là nguyên nhân đưa đến những đau khổ bất tận. Và chúng ta chỉ thấy kết quả là sự khổ đau cùng cực mà chúng ta phải chịu mà thôi. Giả sử nếu chúng ta thấy được trái đất giống như là chúng ta thấy trái đất khi chúng ta ở trên mặt trăng, thì chúng ta đã không phải chịu, không phải trải qua những cảm xúc quá đau khổ. Một người nào đó nếu giả sử họ nói với chúng ta rằng cái trái đất đó thực sự rất là nhỏ bé, thì chúng ta sẽ không tin được họ, bởi vì ta thấy trái đất bao la bất tận. Nhưng mà thật sự những đau khổ của chúng sinh trong cõi luân hồi cũng giống như là trái đất mà thôi, nó không phải là bất tận như chúng ta nghĩ. Lỗi lầm ở đây là chúng ta đã không thể nhận diện ra được những nguyên nhân gốc rễ của đau khổ mà cứ tiếp tục chìm đắm vào những kết quả mà chúng ta phải chịu. Chúng ta phải hiểu ra được rằng những nguyên nhân đưa đến đau khổ khởi hiện từng giây từng khắc, phát sinh bởi những niệm tưởng trong tâm lúc chúng ta thiếu tỉnh giác. Khi chúng ta nhận diện ra được rằng tất cả những niệm tưởng khởi lên trong tâm mang tánh không, chẳng hạn khi niệm sân hận khởi lên, đồng lúc một tánh giác thấu biết, nhận biết rõ rệt được là sân hận đang nổi lên đó, thì nó chính là Phật tánh bên trong chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách vận dụng Phật tánh bên trong mình để nhận diện ra được sân hận, thì đây chính là một lỗi lầm. Việc không biết áp dụng Phật tánh để nhận diện ra được sân hận là do chúng ta quá bám chắc, quá tin tưởng vào cái gọi là cái tôi. Tin rằng có một thực tại của sự hiện hữu của cái tôi đối với sự hiện hữu của người khác. Do có sự phân chia đối đãi giữa ta và người nên có rất nhiều tư tưởng, vọng niệm khởi lên, từ đó sinh ra những hành động xuyên qua thân và khẩu. Hằng ngày, những hành động đó càng tăng trưởng, kết quả là đưa đến những sự đau khổ cho chúng ta. Do đó chúng ta cần phải nhận diện ra được nền tảng của tất cả những sự vận hành này. Nhận diện ra được ngay khi những cảm xúc ô nhiễm khởi hiện lên. Điều này có thể hiểu được xuyên qua những lời giải thích ở trong tuyển tập của lời nguyện Đại Hoàn Thiện của Phổ Hiền Như Lai. Bây giờ chúng ta khẩn nguyện chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp mười phương. Ai là người khẩn nguyện? Đó là chúng ta, là tất cả những chúng sinh đang phải lang thang trong luân hồi. Và chúng ta khẩn nguyện đến ai? Chúng ta khẩn nguyện đến chư Phật và chư Bồ Tát. Mục đích của sự khẩn nguyện này là như thế nào? Để chúng ta có thể chứng ngộ được ý nghĩa của cái gọi là vô ngã, tức là không có cái tôi. Ở trong đây có nói rằng, chư Phật toàn giác, con nguyện xin các ngài hãy đoái tưởng đến con. Khi khẩn nguyện các ngài, tại sao chúng ta cầu mong các ngài sẽ đoái tưởng đến chúng ta? Và khi các ngài đoái tưởng đến chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được kết quả như thế nào? Chư Phật là những vị chứng ngộ, hoàn toàn không có một sự chấp ngã, và các ngài có một lòng từ bi vĩ đại dành cho tất cả chúng sinh. Xuyên qua sự khẩn cầu của chúng ta mà các ngài sẽ ban cho chúng ta những phương tiện thiện xảo để bản thân chúng ta có thể phá vỡ được sự chấp ngã của mình. Khi các ngài đoái tưởng đến chúng ta, thì chúng ta có thể thiết lập được một mối liên kết đối với các ngài. Có những người mà sự cầu nguyện được hướng đến, đó là những người giúp đỡ, huấn luyện cho chúng ta. Có những người đang tiến hành sự cầu nguyện, đó là những chúng sinh đang cần được huấn luyện, hay đang cần được nhiếp phục. Cả hai thành phần này, những chúng sinh đang cần sự nhiếp phục và những người đang nhiếp phục những chúng sinh đó đều là ứng hóa thân và cũng đồng hóa hiện ra cùng một lúc ở trong thế giới này. Thường chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ở đâu xa lắm, tách lìa khỏi chúng ta, nhưng chúng ta không hiểu được rằng có vô lượng vô số chư Phật đã hóa hiện ở trong những ứng hóa thân khác nhau. Ở trong thế giới này, do những sai lầm, những thiếu sót của bản thân mà chúng ta không biết ai là Phật và ai không phải là Phật. Chính vì vậy, chúng ta không có nên nhìn một người nào đó qua hình tướng bên ngoài để mà xét đoán. Muốn biết ai là Phật
và ai không phải là Phật thì chúng ta phải quán xét tâm thức của người đó. Nếu trong tâm thức của người đó hoàn toàn không có bất kỳ sự chấp ngã nào và có một tình thương cùng lòng bi mẫn vô tận thì đó chính là Phật. Sự không có chấp ngã và mức độ bao la của tình thương, của lòng bi mẫn chính là cái mà chúng ta nên quán xét thay vì chỉ nhìn vào thân tướng bên ngoài. Đó là điều duy nhất mà ta có thể nhận diện ra được ai là Phật đối lập với một người nào đó là chúng sinh phàm phu. Từ vô thủy vô chung, từ vô lượng đời kiếp trước, chúng ta đã tích lũy rất nhiều nghiệp chướng, nhiều tập khí nên chúng ta phải tiếp tục đau khổ. Tại sao lại nói là từ vô thủy vô chung? Tại vì luân hồi không có một sự bắt đầu. Các nhà khoa học có thể đi đến được những con số chính xác để cho chúng ta biết thế giới nơi chúng ta đang ở được hình thành từ khi nào. Tuy nhiên, nói đến thế giới thì không chỉ đơn giản là thế giới này mà còn vô lượng vô số những hệ thái sinh, những thế giới khác đồng lúc tồn tại với thế giới này. Tất cả các thế giới đó luôn thay đổi, thế giới mới được kiến lập và thế giới cũ bị phá hủy qua một chu kỳ hoại diệt. Đồng thời có vô lượng vô số thế giới cùng vô lượng vô số đời kiếp, điều này thiết lập nên luân hồi. Sự chấp ngã chính là nguyên nhân đưa đến sự hiện diện của thế giới luân hồi. Do có sự chấp ngã nên chúng ta không hiểu được rằng những điều tiêu cực tương ứng với sự mê lầm của chúng ta. Nếu sự mê lầm nhỏ thì tất cả những điều tiêu cực cũng nhỏ, và ngược lại sự mê lầm lớn thì những điều tiêu cực cũng lớn. Một khi chúng ta kính ngưỡng, quy y Tam Bảo và có một niềm tin chắc chắn vào nhân quả, thì những điều tiêu cực mà chúng ta phải gánh chịu sẽ càng ngày càng nhỏ bé bớt đi. Nếu chúng ta kính ngưỡng Tam Bảo, có một lòng bi mẫn to lớn dành cho chúng sinh, phát khởi được sự thâm tín nhân quả cùng khả năng nhận diện ra những nguyên nhân đưa đến đau khổ, chứ không chỉ nhận ra kết quả của sự khổ đau, thì chúng ta sẽ có được một trí tuệ to lớn hơn, sẽ bớt gặp phải những điều tiêu cực hơn. Có muôn vạn chư Phật, chư Bồ Tát đã hóa hiện ra trong những thân tướng khác nhau và trong thân tướng của những vị đạo sư tâm linh. Khi chúng ta hiểu được rằng tất cả chúng sinh trong cõi luân hồi này cũng có một nền tảng chung nhất, thì đây chính là Phật tánh. Điều này cho chúng ta một sức mạnh giúp chúng ta có khả năng tịnh hóa được tâm thức của mình. Tịnh hóa tâm là như thế nào? Là thông qua việc phát khởi và trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn dành cho chúng sinh. Có thể hiểu về ác hạnh như sau. Nếu theo cách nhìn tương đối, thì ác hạnh là những gì mà chúng ta đã từng tạo trong đời trước, để bây giờ chúng ta phải chịu quả khổ. Có câu nói rằng, nếu muốn biết đời trước chúng ta đã làm gì, thì hãy nhìn vào đời này của chúng ta. Nếu chúng ta đang trải qua một số những kinh nghiệm hạnh phúc nào đó trong đời này, là bởi vì chúng ta đã từng tạo thiện hạnh trong đời trước, và đây là kết quả của thiện hạnh. Nếu chúng ta phải chịu đau khổ trong đời này, là bởi vì trong đời trước chúng ta đã tạo ác hạnh, và đây là kết quả của ác hạnh. Trên phương diện rốt ráo viên mãn, thì tôi và những người khác không thật sự hiện hữu giống như cách chúng ta lầm nghĩ. Không có sự khác biệt giữa cái tôi và người khác. Tôi và người khác không thật sự hiện hữu. Hiểu được điều này giúp chúng ta phá vỡ được một tâm nhị nguyên, đối đãi phân chia giữa ta và người. Giả sử không có sự phân tách giữa ta và người, thì bất cứ cái gì ta làm cho người khác chẳng khác nào chúng ta đang làm đối với thân thể chính mình. Bất cứ hành động nào mà chúng ta tham dự vào, thì hành động đó cũng quay trở lại về với chúng ta. Giống như việc ném một hòn đá lên trên không trung thì hòn đá đó sẽ quay trở lại rơi xuống vào ngay chính trên đầu chúng ta. Câu kế tiếp nói rằng, con xin sám hối vì con đã xúi dục và hoan hỷ khi người khác phạm ác hạnh. Con đã trộm cắp vật phẩm trong bảo tháp của cộng đồng tăng đoàn mười phương, đã xúi dục người khác trộm cắp và hoan hỷ với việc này, vân vân. Muốn tích lũy công đức thì chúng ta phải làm ngược lại những gì mà trong câu sám hối này đã ghi. Chúng ta cần phải phát khởi lòng kính tâm vào Tam Bảo và thực hành những thiện hạnh. Khi có những người tin tưởng vào Tam Bảo, phát tâm xây dựng những ngôi chùa, những tu viện hay là những bảo tháp, thì những chúng sinh khác mới có cơ hội đến được những nơi đó và tìm được sự lợi lạc cho tâm thức của họ. Nếu chúng ta lại đi trộm cắp tài sản, báu vật từ những ngôi chùa, ngôi tháp, thì đây là những ác hạnh vô cùng to lớn.
việc xây dựng chùa chiền, bảo tháp thật sự là một công đức rất to lớn. Giả sử nếu chúng ta trộm cắp từ một cơ sở thương mại nào đó chẳng hạn, thì cái cơ sở thương mại đó được tạo dựng để đem đến lợi lạc cho chính bản thân những người đó. Nhưng chùa chiền, bảo tháp và tu viện thì khác hẳn. Đây là nơi để đem đến lợi lạc cho cộng đồng. Và nếu chúng ta lại trộm cắp của cải từ những nơi như thế, thì đây là một nghiệp quả, một ác nghiệp rất to lớn, lớn hơn cả việc trộm cắp từ những cơ quan thương mại. Tất cả những cái gì được cúng dường trong chùa hay trong bảo tháp, trong những tu viện Phật giáo, đều là những bảo vật. Kể cả việc cúng dường thức ăn, cúng dường phẩm vật, tất cả những sự cúng dường này là những thiện hạnh to lớn. Do đó, việc chúng ta lấy đi những thiện hạnh đó của người khác thật sự là một điều vô cùng tiêu cực. Ngay cả việc không làm trước mặt mà lại lén lút làm sau lưng, xúi dục người khác trộm cắp hay tùy hỷ với việc trộm cắp của người khác thì cũng phải chịu một quả tương ứng như thế. Tùy hỷ với việc trộm cắp của người khác thì cũng chẳng khác nào chúng ta đang làm cái việc trộm cắp đó. Tùy hỷ với thiện hạnh, đức hạnh của người khác thì chúng ta cũng được thọ nhận lại một kết quả y như thế. Tiếp theo, con xin sám hối vì đã phạm tội ngũ nghịch, đã xúi dục người khác phạm tội và hoan hỷ với sự suy đồi của họ, vân vân. Phạm tội ngũ nghịch là phạm năm trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, giết một vị đạo sư, làm chảy máu một vị Bồ-Tát. Câu kế tiếp, con đã hoàn toàn dấn bước trên con đường thập ác, xúi dục người khác cùng tham dự và hoan hỷ khi thấy họ nghe theo, vân vân. Thật sự là có vô số những ác hạnh, nhưng tóm gọn thì có 10 ác hạnh như sau. 3 ác hạnh thuộc về thân: sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Thứ nhất là sát sanh, đây là việc lấy thân mạng của một cá nhân, một chúng sinh với mục đích hay động lực sát sanh và sau đó là hoàn thành việc lấy đi sinh mạng của họ. Thứ nhất là phải có động cơ mong muốn làm việc đó và thứ nhì là hoàn tất việc xuất phát từ động cơ đó. Ác hạnh thứ hai thuộc về thân là trộm cắp. Trộm cắp tài của Tam Bảo như lúc nãy thầy đã dạy. Trộm cắp một cách gián tiếp hay trực tiếp thì đều được xem như là một ác hạnh. Thứ ba là tà dâm. Tà dâm ở đây là những hành động liên quan đến ngoại tình hoặc là với những người bị bệnh tật, hoặc với những thiếu niên, thiếu nữ còn trẻ tuổi, hoặc với những người đáng ra chúng ta không được có những cái hành động như thế. Kể cả việc hãm hiếp người khác cũng được xem như là tà dâm. Có 4 ác hạnh liên quan đến khẩu, bao gồm nói dối, nói những lời ác ngữ, nói những lời chia rẽ và những lời vô bổ. Nói những lời vô bổ là bất kỳ cái gì chúng ta nói mà nó không mang đến ý nghĩa cho người khác. Trong những ác hạnh liên quan đến khẩu hay là ngữ thì nói những lời gây chia rẽ là tồi tệ nhất. Khi nói những lời chia rẽ, chúng ta đã đánh mất đi Bồ Đề Tâm. Chúng ta nói những lời để khuấy động lên, làm cho tình yêu thương giữa hai người bạn với nhau trở nên tồi tệ, thì đây là một loại ác hạnh to lớn. Bởi vì giáo pháp chính là tình yêu thương, nói dối thì có 2 loại. Thứ nhất là nói dối để gây đổ vỡ cho người khác thì được xem như là một tà hạnh. Còn có một loại nói dối khác, khi chúng ta nói dối với mục đích đưa những người khác gần lại với nhau hơn, thì tuy cũng là nói dối, nhưng chúng ta có thể coi đây là một thiện hạnh. Bởi vì điều này làm lợi lạc cho người khác. Cho dù chúng ta không trì tụng câu minh chú suốt ngày, nhưng bất kỳ khi nào chúng ta mở miệng nói điều gì thì phải xem liệu những lời nói đó có phải là những lời vô bổ hay không, nói để được cái gì, nói với mục đích gì. Sau cùng thì tất cả mọi thứ đều quay trở lại về tâm. Có 3 ác hạnh thuộc về tâm: tham muốn, sân hận và tà kiến. Tham muốn là muốn đạt được những gì mà không thuộc về mình. Kế tiếp là tà kiến. Tà kiến ở đây là nói đến việc không chấp nhận và không tin vào sự vận hành của nhân quả. Nếu không tin vào sự vận hành của nhân quả thì luôn luôn ở trong tình trạng vô minh và do đó tất cả những hành động qua thân và khẩu cũng trở thành những điều bất thiện. Bình thường thì có một số người trong chúng ta đối xử hay tỏ vẻ rất là tôn kính đối với những vị thầy tâm linh, nhưng lại không có sự tôn kính đối với những vị thầy ở trong thế gian này. Điều quan trọng chúng ta cần phải thấy ở đây
là hai hệ thống thế gian và tâm linh cũng đều có một mức quan trọng y như nhau. Cho dù đó là những đề tài thế tục đi chăng nữa, thì những vị thầy trong thế gian vẫn phải sử dụng trí tuệ của họ để hành xử và vận hành. Trí tuệ cũng chỉ là một mà thôi, cho dù là người thầy tâm linh hay là người thầy thế gian. Do đó chúng ta phải đối xử hết sức tôn kính với tất cả các vị thầy. Khi tu tập, chúng ta đã hòa hợp được với tâm của vị thầy tâm linh của chúng ta. Vậy bằng mọi giá phải luôn luôn tỏ lòng tôn kính đối với tất cả những người thầy khác. Kế tiếp là câu: bị nghiệp che mắt, con và các chúng sinh khác đã tái sinh cõi địa ngục, tái sanh vào cõi súc sanh, tái sanh vào cõi ngạ quỷ, tái sanh trong các vùng hoang dã, tái sanh thành kẻ mọi sợ, tái sanh thành chư thiên trường thọ, tái sanh thành kẻ tật nguyền. Khi chúng ta nói là bị nghiệp che mắt, thì nghiệp đó đến từ đâu? Nó che mắt chúng ta như thế nào? Do không chứng ngộ được bản tánh đích thực của tâm, nên xuất hiện tư tưởng đối đãi nhị nguyên giữa ta và người. Từ đó những tư tưởng tham ái và đố kỵ khởi hiện lên. Tham ái và đố kỵ là những tâm thức ô nhiễm. Do có tâm thức ô nhiễm mà chúng ta có những hành động ô nhiễm xuyên qua thân và khẩu. Những hành động, những tà nghiệp này chính là những che chướng thuộc về nghiệp. Bởi sự lặp đi lặp lại những hành động liên quan đến thân và khẩu đó mà chúng ta tạo ra những tập khí, tạo ra những dấu ấn trong dòng tâm thức, tạo ra nghiệp của chúng ta. Trong tài liệu giảng về Conchit, một động lực duy nhất, Đức Sô Tổ Chiten Sumgon có nói như sau: nhân quả là sự thể hiện của từng tư tưởng trong tâm thức của chúng ta. Sáu cõi luân hồi với vô lượng vô số chúng sinh hình tướng khác nhau, nhưng có một nền tảng, một bản thể tâm thức chung. Tất cả đều mong muốn có được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Nhưng do bởi nghiệp lực sai xử mà đã có những hành động khác nhau, và do những hành động khác nhau nên đã phải hóa hiện ra trong muôn vạn thân tướng khác nhau. Sự hóa hiện thân tướng khác nhau là sự phóng chiếu từ chính những tư tưởng bên trong tâm của mỗi chúng sinh. Có những chúng sinh hóa hiện ra trong thân tướng nhìn rất đẹp mắt, rất hoa mỹ, nhưng có những chúng sinh hóa hiện ra trong những thân tướng nhìn thật là ghê rợn, gớm ghiếc, chẳng hạn như con bọ cạp. Thân tướng của bọ cạp chính là sự hóa hiện của tâm ô nhiễm, như là sân hận của nó trước đây. Có những chúng sinh hóa hiện ra trong những thân tướng đẹp đẽ, nhưng ngay vào giây phút mà người đó nổi nghiệp sân hận lên thì khuôn mặt của họ thay đổi và biến dạng. Hình tướng của chúng sinh hóa hiện xuyên qua tâm thức ô nhiễm và cũng biến dạng tùy vào tâm thức ô nhiễm của họ. Do bởi nghiệp lực sai xử mà chúng ta tái sinh trong những cõi giới khác nhau. Nghiệp lực ở đây chính là những tâm thức ô nhiễm của chính chúng ta. Nếu chúng ta có tâm bỏn xẻn mạnh mẽ thì sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nếu có tâm thù hận oán ghét mạnh mẽ thì sẽ tái sinh vào cõi địa ngục. Nếu tâm tham luyến mạnh mẽ thì sẽ tái sinh vào cõi người. Nếu có tâm vô minh mạnh mẽ thì sẽ tái sinh vào cõi súc sinh, cõi thú vật. Nếu có tâm ghen tị, ganh ghét mạnh mẽ thì sẽ tái sinh trong cõi Atula. Nếu có tâm kiêu ngạo mạnh mẽ thì sẽ tái sinh trong cõi chư thiên. Nền tảng của tất cả các cõi khác nhau trong luân hồi đều dựa trên nền tảng của những tâm thức ô nhiễm của chúng sinh. Những tâm thức ô nhiễm trong sáu cõi luân hồi hợp chung lại với nhau sẽ tạo thành vô số những tâm thức ô nhiễm khác nhau. Bất kỳ một hành động nào, hành nghiệp nào mà chúng ta đã tạo cũng sẽ đưa chúng ta đến bốn kết quả hay bốn sự trổ quả. Kết quả thứ nhất gọi là sự trổ quả hoàn toàn chín muồi hay sự trổ quả toàn diện. Sự trổ quả này đến từ tâm thức chất chứa sân hận của chúng ta. Kết quả là chúng ta phải bị đọa sanh vào cõi địa ngục. Sau khi đã tịnh hóa được nghiệp trong địa ngục và ra khỏi địa ngục, chúng ta lại bị tái sanh vào một cõi nào đó liên quan đến hành nghiệp ta đã tạo. Đây là sự trổ quả thứ hai liên quan đến địa điểm, nơi chốn mà ta sẽ chào đời. Tại đây lại có hai sự trổ quả. Sự trổ quả thứ nhất tương ứng với nhân ta đã làm. Chẳng hạn như chúng ta tái sanh vào một nơi và phải kinh nghiệm đi kinh nghiệm lại những hành động mà chúng ta đã từng tạo ra trong quá khứ. Sự trổ quả thứ hai là chúng ta tái sanh ở một nơi mà chúng ta lại gặp phải lần nữa những khó khăn như những gì chúng ta đã tạo trong quá khứ.
Ví dụ, chúng ta sinh ra ở một nơi luôn có sự tranh chấp, luôn có chiến tranh. Đó là bởi nghiệp sân hận mà chúng ta khởi lên quá mạnh mẽ trong quá khứ. Ở trong cuộc đời này, có những người hạnh phúc, nhưng có những người luôn luôn phải trải qua sự tranh chấp, tranh giành lẫn nhau. Tất cả những kinh nghiệm này thật ra chỉ là sự thể hiện, phản ánh của những tư tưởng trong tâm thức của chúng ta. Đức Sư Tổ đã nói rằng, cái đặc tính vốn có nguyên sơ trong chúng ta đã chỉ ra cho chúng ta thấy rõ. Điều đó có nghĩa là những điều mà chúng ta phải chịu đó chỉ là sự thể hiện của những tâm thức ô nhiễm bên trong của chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải nỗ lực tu tập để giải thoát những tư tưởng đó. Có những phương tiện, những con đường để chúng ta sám hối tất cả những ác hạnh của bản thân. Đề cập đến bốn tư tưởng chuyển tâm thì chúng ta được hướng dẫn để hiểu về những phẩm hạnh tốt lành của thân người hiếm quý, gồm có 18 sự tự do, thuận duyên để tu tập. Nếu chúng ta chưa từng học về bốn tư tưởng chuyển tâm, thì chúng ta nên tu học về điều này để thấm nhuần về những giáo lý liên quan đến những phẩm hạnh, những đức tính mà chúng ta có thể có được khi có được thân người hiếm quý. Thực sự trên thế gian này có rất nhiều người, nhưng để có được thân người hiếm quý là một điều không phải dễ dàng. Rất ít người có nhân duyên, có phước báo để được thọ quy y Tam Bảo, và nhất là để hiểu được 18 sự tự do và thuận duyên. Truyền thống Phật giáo Tây Tạng có 4 dòng truyền thừa khác nhau. Cho dù là dòng truyền thừa nào đi nữa, thì tất cả các giáo pháp ở trong đó cũng có cùng một tinh túy. Cái tinh túy, cái chung nhất của tất cả các dòng truyền thừa là làm thế nào để có thể phát khởi được Bồ Đề Tâm và đừng để cho Bồ Đề Tâm bị suy thoái. Khi bước vào con đường tu tập của giáo pháp, có nghĩa là chúng ta rất may mắn và đã tích lũy được một số lượng công đức lớn lao. Cho dù nếu là một người nghèo khó thì chúng ta vẫn phải hiểu như sau: tôi đã có được thân người hiếm quý, tôi đã có được sự may mắn để bước vào cánh cổng của giáo pháp, và do đó mà tôi có được những phương tiện thiện xảo để bảo vệ chúng sinh ở khắp ba cõi. Bởi thế, tôi chẳng khác nào là một vị quân vương. Khi hiểu mình như một vị vua, thì chúng ta sẽ có được sự tự tin, có được một sức mạnh tâm linh, một sức mạnh nội tại bên trong, và sẽ hiểu ra rằng, thực sự chúng ta rất may mắn. Chúng ta càng phải phát khởi lòng yêu thương và từ bi đối với những chúng sinh không được may mắn. Kế tiếp là câu nói rằng, đối trước trí huệ của Phật, mắt Phật, các bậc chứng, các bậc chân chánh, ánh sáng trí huệ, con xin phát lộ sám hối tất cả những lỗi lầm do nghiệp vô minh dẫn dắt. Con sẽ nêu tên tất cả những lỗi lầm đó, không che giấu, và sau đó con sẽ cắt đứt và gạt chúng qua một bên. Ở đây, khi chúng ta nói đến việc sám hối tất cả những lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta phải hiểu rằng, tất cả nguồn gốc của mọi lỗi lầm đều đến từ tâm chấp ngã và những cảm xúc ô nhiễm của chúng ta. Tất cả tâm chấp ngã và cảm xúc ô nhiễm của tất cả chúng sinh và mỗi tâm chấp ngã của cá nhân chúng ta thì hoàn toàn giống hệt như nhau. Do đó chúng ta phải nghĩ đến điều này và sám hối trước Đức Thế Tôn những lỗi lầm của bản thân chúng ta và của toàn bộ chúng sinh. Chúng ta đã nói đến những phẩm hạnh của Đức Phật. Đức Phật có tuệ giác toàn tri, tức là Ngài thấu biết hết tất cả, có tình yêu thương và lòng bi mẫn dành cho chúng sinh, có công hạnh giác ngộ, có sức mạnh để bảo vệ tất cả chúng sinh. Chúng ta cần phải nhận diện tất cả những phẩm hạnh và hiểu rằng Đức Phật hay là chư vị Thế Tôn là nguồn năng lực gia trì đích thực, có thể bảo hộ cho chúng ta và chúng ta có thể tin tưởng vào các Ngài. Khi sám hối thì điều cần thiết là chúng ta phải luôn nhớ đến những phẩm hạnh cao quý của Đức Phật. Chúng ta nói rằng con không che giấu những lỗi lầm này và nêu tên của mỗi một lỗi lầm. Theo truyền thống nguyên thủy thì chúng ta phải sám hối dưới sự chứng giám của vị chủ trì hoặc một vị đạo sư. Còn theo truyền thống của Kim Cang Thừa thì chúng ta sám hối và sau đó thỉnh cầu vị đạo sư thọ pháp gia lực hay là quán đảnh. Khi sám hối những tội ác mà chúng ta đã từng tạo trong quá khứ, thì Thầy khuyên rằng không nên chú tâm quá nhiều đến tội mà chúng ta đã tạo qua thân và khẩu. Điều cần phải chú tâm là phải nhìn sâu vào những tâm thức ô nhiễm
mà hiện nay nó vẫn tràn đầy trong tâm của chúng ta. Những ác hạnh trong quá khứ mà chúng ta đã tạo ra rồi, nhưng còn hiện tại, những tư tưởng, những vọng niệm, những cảm xúc ô nhiễm, những cái đã sai sử chúng ta tạo ra những hành nghiệp trong quá khứ thì vẫn còn nằm trong tâm của chúng ta, và đó cũng là lý do để đưa đẩy chúng ta tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng chính những cảm xúc ô nhiễm đó là nguyên nhân, và nếu chúng còn hiện lên trong dòng tâm thức của chúng ta thì chúng ta cần phải quán chiếu sâu sắc hơn. Những tâm thức ô nhiễm của bản thân chúng ta và của tất cả chúng sinh giống hệt như nhau. Khi chúng ta nói rằng con xin cắt đứt và gạt chúng qua một bên, ở đây phải hiểu là gạt hết tất cả những cảm xúc ô nhiễm trong tâm. Khi chúng ta nói rằng con hối hận với tất cả nghiệp ác mà con đã tạo, thì cho dù vấn đề nhỏ bé nhất đi chăng nữa cũng đến từ nguyên nhân là những cảm xúc ô nhiễm bên trong chúng ta. Ngày nào cảm xúc ô nhiễm đó vẫn còn bên trong tâm thức của mình thì ngày đó chúng ta vẫn tạo ra sự đau khổ cho chính bản thân chúng ta. Và nếu chúng ta thấy vẫn còn những cảm xúc ô nhiễm như vậy trong tâm thì chúng ta phải nhận diện đi, nhận diện lại tất cả các tâm thức ô nhiễm đó, sám hối và hứa nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Gạt chúng qua bên ở đây là không lặp lại, không để cho những tâm thức ô nhiễm không tiếp tục hiện hữu trong tâm của mình. Chúng ta cần phải nhận diện ra được rằng những cảm xúc ô nhiễm đó chính là thuốc độc, là lỗi lầm đích thực, là kẻ thù chính, là nguồn gốc của tất cả những đau khổ. Qua đó chúng ta mới có thể sám hối được. Sám hối nghĩa là nhận diện, nghĩa là hứa nguyện là chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại. Chúng ta đã được dạy rằng thật sự ác hạnh không có bất kỳ một phẩm tính tốt lành nào cả, ngoại trừ là chúng có thể được tịnh hóa xuyên qua công phu sám hối. Nói rằng con xin nêu tên tất cả những lỗi lầm không che giấu. Có câu hỏi là không biết khi con sám hối như thế thì có tịnh hóa được những ác hạnh đó hay không? Câu trả lời là có tịnh hóa được ác hạnh hay không phụ thuộc vào việc chúng ta nhìn sâu vào tâm của mình và dùng tâm của mình như một chứng nhân cho việc sám hối của chính mình. Khi sám hối thì chúng ta sám hối trước chư Phật, và chư Phật là một nhân chứng rất chân chánh. Nhưng đồng thời chúng ta phải sám hối trước tâm của mình và dùng tâm là một minh chứng. Đối với những hành giả tu tập giáo pháp phải tín tâm nhân quả và phải lấy tâm của mình làm minh chứng. Ví dụ có một người nào đó coi chúng ta như kẻ thù nên chúng ta khởi lên niệm sân hận đối với người đó. Do vậy, cái mà chúng ta phải sám hối là tâm sân hận, vì tâm sân hận của chúng ta là nguồn gốc để đưa đến ác hạnh. Chúng ta cần phải nghĩ trong quá khứ, người đó từng là cha mẹ hoặc bạn bè của chúng ta. Người đó đã đối xử với chúng ta một cách tự ái không thể nghĩ bàn. Nhưng chúng ta đã hãm hại họ, nên trong đời này họ lại hiện ra trước mặt chúng ta và đối xử với chúng ta như thế. Như vậy, kẻ thù đích thực của chúng ta không phải người kia, mà đó chính là tâm oán ghét, sân hận trong lòng. Như vậy, nếu chúng ta sám hối tâm sân hận đó, có nghĩa là sám hối viên mãn tương đối. Ở mức độ rốt ráo, chúng ta cần phải nhìn thấy tất cả tâm thức ô nhiễm và những tư tưởng bên trong chúng ta, trên thực tế không thực sự hiện hữu, không tồn tại như chúng ta lầm tưởng. Chúng ta nhìn được điều này vì chúng ta có trí tuệ. Nhờ trí tuệ, chúng ta nhìn nhận ra được điều này và phải hiểu rằng những tâm thức ô nhiễm, những tư tưởng độc hại đó chẳng khác nào như một giấc mơ hay ảo giác. Đây chính là sự chứng ngộ tánh không. Một khi chứng ngộ được tánh không của tất cả những tư tưởng, cảm xúc ô nhiễm thì chúng ta đã sám hối ở mức độ tối thượng. Tâm thức của chúng ta chứa đầy cảm xúc ô nhiễm và chúng ta phải tự hỏi cảm xúc ô nhiễm đó còn hay không còn khi sám hối. Nếu thấy vết nhơ trong tâm thức vẫn còn, chưa mất đi đâu cả thì có nghĩa là chưa sám hối trọn vẹn. Chỉ khi không còn bất cứ một vết nhơ hay tâm niệm sân hận nào trong tâm thức thì điều đó có nghĩa là công phu sám hối đã viên mãn. Có những học trò rất sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã phá vỡ mật nguyện với bổn sư. Họ đến hỏi thầy: con đã xin lỗi bổn sư, con đã sám hối, nhưng bổn sư của con vẫn còn rất giận con và nói từ nay trở đi ta và con không còn bất kỳ sự liên hệ nào nữa.
bổn sư của con không thể tha thứ cho con. Thầy xin nhắc lại rằng, thực sự nếu người đạo sư đó không thể tha thứ cho học trò khi họ thành tâm sám hối, thì đạo sư đó đã phá vỡ giới hạnh Bồ Tát của vị ấy. Vì một vị Bồ Tát giữ giới hạnh Bồ Tát thì phải luôn luôn tha lỗi cho những ai đã thực sự sám hối, thực sự xin lỗi mình, nhất là người đạo sư đó là người đã ban truyền giới Bồ Tát. Cần phải quán chiếu sâu sắc xem đạo sư đó có đủ phẩm hạnh ban giới Bồ Tát không, nếu không thể tha thứ cho đệ tử của mình. Đạo sư gốc của thầy thường nói, thực sự không biết được ai là người có đủ phẩm hạnh ban giới hạnh Bồ Tát, nhưng điều cần phải quán chiếu xem vị thầy ấy có đủ giới hạnh ban giới Bồ Tát không là như sau. Khi người ấy đã ban giới Bồ Tát cho đệ tử, và đệ tử một ngày kia cầm dao nhọn chĩa ngay vào cổ đạo sư, thử hỏi đạo sư cảm thấy như thế nào? Đạo sư có phát niệm sân hận vào giây phút đó hay không? Câu trả lời cho chúng ta hiểu được một người đạo sư có đủ phẩm hạnh ban Bồ Tát giới hay không là ngay cả khi ở trong những trường hợp cực kỳ khó khăn như thế, nếu đạo sư ấy không nổi lên niệm sân hận, người đạo sư ấy nghĩ rằng đây là nghiệp của tôi, hoặc nghĩ rằng những cảm xúc ô nhiễm trong tâm đệ tử của tôi chỉ là trong giai đoạn ngắn hạn mà thôi, không phải lỗi của nó mà là lỗi của nhân duyên, nghiệp quả. Nếu người đạo sư đó không khởi lên niệm sân hận nào, thì người đạo sư đó đầy đủ phẩm hạnh ban Bồ Tát giới. Việc ban Bồ Tát giới chỉ nói ra những ngôn từ, những lời nói ban Bồ Tát giới thì đó là chuyện dễ dàng, ai cũng ban được. Nhưng nếu người đạo sư không thể chấp nhận sự hối cải của đệ tử mình khi đệ tử đã thành tâm sám hối, thì thật sự đây là lỗi lầm của đạo sư chứ không phải của đệ tử. Nếu đệ tử thực sự thành tâm sám hối thì người đệ tử đó thực sự đã tịnh hóa được lỗi lầm của mình rồi. Đối trước đạo sư, nếu chúng ta không phát khởi niệm sân hận, thực sự có một lòng chí tâm chí thành sám hối, thì tất cả các ác hạnh đã từng tạo, việc phá nguyện đã được tịnh hóa dù đạo sư có tha thứ hay không. Sám hối có thể được tóm gọn trong hai phần. Thứ nhất là hối hận với lỗi lầm, và thứ hai là hứa nguyện không tái phạm những lỗi lầm đó nữa. Làm thế nào có thể thực sự đưa những việc đó vào trong việc thực hành sám hối? Thật khó khăn để theo dõi bất kỳ hoạt động nào của thân và khẩu. Nhưng điều quan trọng ở đây là nhìn sâu vào gốc rễ. Đó chính là nhìn sâu vào tâm của chúng ta. Nếu lúc nào cũng phát nguyện, nguyện con đem lại lợi lạc cho chúng sinh khác và luôn luôn luyện tâm của mình dựa trên những ước nguyện đó, thì những điều bất thiện sẽ được chuyển hóa trở thành điều thiện. Giả sử chúng ta làm những việc có vẻ thiện, nhưng tâm lúc nào cũng chấp ngã, bám vào cái tôi và không có sự tỉnh giác, chánh niệm, thì những cái gì chúng ta làm, cho dù bề ngoài có vẻ giống như thiện hạnh, nhưng lại chẳng khác nào ác hạnh. Đức Phật đã dạy rằng, chư Phật toàn giác xuất phát từ tâm vị tha. Tâm vị tha ở đây là tâm nguyện luôn luôn đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Do đó, đừng bao giờ xa lìa ước nguyện đem lại lợi lạc cho chúng sinh khác. Việc chúng ta có hiểu hay không hiểu rõ về Bồ Đề Tâm, nhưng đừng bao giờ xa rời tư tưởng, nguyện con đem lại lợi lạc cho chúng sinh khác. Chính tư tưởng vị tha đó là người bạn tốt lành nhất của chúng ta. Cho dù có những hành động nhìn bên ngoài có vẻ bất thiện, nhưng những hành động đó cũng trở nên thiện lành do tâm nguyện đem lại lợi lạc cho chúng sinh của chúng ta. Đây là điều tối quan trọng. Sức mạnh của việc thực hành những thiện hạnh này phụ thuộc vào động cơ tâm thức mà chúng ta phát khởi khi thực hành thiện hạnh đó. Khi thực hành thiện hạnh, chúng ta nên phát khởi tâm nguyện là nguyện con đạt được giác ngộ vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Nếu phát khởi được tâm nguyện như thế, thì việc cho một con thú một muỗng nhỏ thức ăn còn tốt lành hơn dâng cúng một tịnh bình làm bằng vàng với ước nguyện vị kỷ là được giàu có trong những đời tương lai. Với động lực vị tha như thế, thì bất kỳ điều gì chúng ta làm cũng sẽ trở nên vô cùng rộng lớn và vô cùng thiện lành. Nếu có một tâm nguyện như thế, thì ngay cả chỉ trì tụng một câu chú mà thôi, thì câu chú đó cũng chan hòa khắp các chúng sinh và trở nên rất bao la. Do đó, động cơ thúc đẩy chúng ta làm một công việc gì cần phải là một động cơ đúng đắn. Đức Sơ Tổ Chiten Sumgon đã từng nói, khi chúng ta duy trì một giới hạnh duy nhất mà thôi, thì ngay khi ấy, Niết Bàn cũng đã có thể được thành tựu. Chẳng hạn,
Đối trước Tam Bảo, chúng ta thọ một giới hạnh, thì việc này đã gieo trồng một chủng tử cho việc đạt giác ngộ. Khi đã thọ giới, thì phải cố gắng trì giữ giới nguyện. Dù suốt đời này hay một số năm, một số tháng nào đó, hoặc dù chỉ là trong một ngày, thì việc đó cũng đem đến lợi lạc không thể nghĩ bàn. Điều tối quan trọng là khi thực hành thiện hạnh hay trì giữ giới hạnh là chúng ta thực hành với tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gốc rễ của tất cả, do đó cần phải phát khởi và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, luôn luôn nghĩ tưởng tới chúng sinh, nghĩ tưởng đến những sự đau khổ, phiền não của chúng sinh trong suốt 6 thời trong một ngày. Khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, ta cũng có thể tưởng niệm đến chúng sinh, đến những đau khổ của họ và trì tụng những câu chú. Những câu chú mà ta trì tụng chắc chắn sẽ đến được với tất cả chúng sinh. Đây là một điều vô cùng trân quý, là sự cúng dường tối thượng, là một hành động đích thực của việc hành trì giáo pháp. Thực hành một thiện hạnh có 3 phần tất cả. Thứ nhất, phát khởi một động lực muốn thực hành thiện hạnh vì lợi ích của chúng sinh. Thứ nhì là thực hành những thiện hạnh đó cùng ước nguyện làm lợi lạc chúng sinh. Cuối cùng là chúng ta hồi hướng việc thực hành thiện hạnh này cho lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nếu thực hành được cả 3 phần như thế với động lực làm lợi lạc chúng sinh, thì trong giai đoạn ngắn hạn, chúng ta sẽ đạt được tái sanh liên tục trong các cõi giới cao. Và ở mức độ tối hậu viên mãn, chúng ta sẽ đạt được tất cả phẩm hạnh giác ngộ, thực hành tất cả công hạnh giác ngộ. Còn nếu chúng ta không phát khởi được Bồ Đề tâm mà thực hành với mục đích vị kỷ, có thể chúng ta đạt được một số lợi lạc nào đó trong giai đoạn ngắn, nhưng tối hậu viên mãn, chúng ta không đạt được giác ngộ. Hơn nữa, khi nhân duyên kết thúc, thì những lợi lạc, hạnh phúc ngắn hạn đó lại rất dễ dàng bị đánh mất. Đó là ý nghĩa tại sao chúng ta nói thực hành với Bồ Đề tâm sẽ có cả 2 lợi lạc. Lợi lạc ngắn hạn và lợi lạc giác ngộ viên mãn. Nếu làm với tâm vị kỷ, thì đôi lúc chỉ đạt được lợi lạc ngắn hạn mà thôi. Còn làm với tâm vị tha, thì lợi lạc đó không bao giờ chấm dứt. Như vậy, thì tất cả mọi thứ đều dựa trên lòng vị tha. Sau khi thực hành những thiện hạnh này, chúng ta hồi hướng ở phần cuối. Chúng ta có thể kết hợp tất cả những thiện hạnh chúng ta đã tạo cùng với tất cả thiện hạnh chư Phật 3 thời đã tạo và hồi hướng hết tất cả những công đức đó, thì chẳng khác nào chúng ta thả một giọt nước vào trong đại dương. Giọt nước đó sẽ tiếp tục ở mãi trong đại dương đến khi nào nước trong đại dương cạn kiệt. Mấy câu cuối của phần nghi quỹ sám hối có dạy rằng: con chấp tay và chí tâm quy y tất cả chư vị có thiện đức đáng xưng tán vô lượng như đại dương rộng lớn. Tất cả chư Phật, những bậc thánh giả đang hiện hữu, đã nhập niết bàn cũng như chưa thị hiện. Chúng ta nương tựa, quy y Tam Bảo và những thiện đức đáng xưng tán của chư Phật. Tất cả chúng sinh ai ai cũng có Phật tánh và việc chúng ta không thể biết được ai là Phật và ai là chúng sinh, nên chúng ta cần phải có tư tưởng là xin nương tựa, quy y vào bất kỳ ai là hiện thân của chư Phật. Nếu chúng ta có một tư tưởng rộng lớn như vậy, thì điều này thực sự rất lợi lạc. Nếu giả sử chúng ta vẫn giữ một sự phân chia trong tâm của mình, thì có một cách thức như sau chúng ta cần phải nghĩ. Thứ nhất là khi chúng ta nghĩ đến những nền tôn giáo khác nhau, những vị đạo sư khác nhau trên thế giới này, thì chúng ta phải thấy rằng tất cả những nền tôn giáo, những vị đạo sư đó không khác Tăng Bảo. Họ chính là những đối tượng để chúng ta có thể phát khởi tín tâm, quy ngưỡng. Còn tất cả những chúng sinh vô minh còn lại là đối tượng để chúng ta phát khởi lòng từ bi. Do đó chỉ có 2 đối tượng duy nhất cho chúng ta mà thôi. Đối tượng thứ nhất là để phát khởi lòng tín tâm quy ngưỡng và đối tượng thứ nhì là để phát khởi lòng từ bi. Và nếu làm được như thế thì đây chính là sự quy y tối thượng. Gachen Rinpoche, ngày 3 tháng 9 năm 2012, Houston, Texas. Ina Puller thông dịch tạng Anh, Tâm Bảo Đàn thông dịch Anh Việt. Phạm Minh Hoàng chép xuống phần tiếng Việt từ băng ghi âm. Hằng và Giang đã đọc lại và nhuận văn bản Việt dịch.